Nói chung dưỡng xong rồi tôi nghe cái này này. Tôi nghe cái clip này thì tôi không biết là tôi mở cho các bà nghe là tôi nghe tôi hiểu nhầm hay là cô bé này bị nhầm. À, đây là một cái clip mang cái thông điệp là làm dâu hào môn. Làm dâu hào môn phần 5. Một chuyện buồn cười đấy là ngày xưa đợt Tết lúc mà con em mình có chồng ấy thì 3-4 tháng mình mới gặp nó. Thì cái lần gặp đấy cũng là lần đầu tiên sau đám cưới mình đi ăn với cả chồng của em mình. Thì trong cái bữa đi chơi này em mình có dẫn một anh khác nữa, thì nghĩa là hai nam hai nữ đúng không? Thì bình thường đi ăn ấy, con gái không phải trả tiền và con trai trả tiền hết. Nên là lúc đi chơi về xong ấy thì có chia bill và anh bạn của mình đã chuyển khoản trả tiền lại một nửa rồi. Nhưng mà không hiểu sao mấy ngày sau ấy, kiểu như chồng của em mình dùng chất cấm nhiều quá, đầu óc cứ lú lú lẫn lẫn, xong lại bảo với em mình là bạn của em vừa va vừa vẩn, đi ăn chả trả tiền gì cả. Thế là mình cũng thấy cũng lạ, thì mình mới nhắn tin cho anh bạn của mình bảo là sao anh không trả tiền cho anh kia. Thì anh bạn của mình gửi ngay một cái màn hình chuyển khoản là đã chuyển khoản ngay cái hôm đi ăn đấy rồi một nửa tiền cho anh kia. Mà trong khi cái bữa ăn đấy số tiền nó cũng không nhiều, 4 người mà cái bill nó chỉ rơi vào khoảng 8 triệu thôi. Thì chia ra là hai bên mỗi người 4 triệu. Thì đấy là bên mình trả tiền thật rồi, nhưng mà kể cả mà có không trả đi chăng nữa thì nó cũng không là cái gì cả. Tại vì thường là người lớn tuổi nhất người ta trả tiền mà. Sau này mình đọc báo ấy, mình mới phát hiện ra là cậu ấm nhà kia mắc cái bệnh ái kỷ, kiểu như là luôn luôn muốn cô lập con mồi khỏi bạn bè và người thân ấy. Xong rồi không biết là ngày xưa anh này có bị ai cắm cho mấy cái sừng không. Bà vợ đi siêu thị một lúc thôi cũng phải gọi điện về ngay, kiểu như là lúc nào muốn ra ngoài một mình cũng rất là khó khăn ấy. Muốn đi đâu là phải đi cùng chồng, muốn ăn cái gì cũng phải đi cùng chồng. Chứ thèm món gì mà đi ăn nhà hàng một mình là cũng không cho đi, bảo là phải chờ chồng về đi cùng. Nói chung là mình đã gặp nhiều gia đình tài phiệt có tính quản vợ rồi, nhưng mà cùng lắm là người ta không cho đi qua đêm thôi. Chứ cái trường hợp mà ban ngày cũng không cho đi, bạn gái cũng không cho chơi thì ít lắm. Thì thực sự lúc làm dâu hào môn phần 5, một chuyện nghe kỹ nhá. Ngày xưa đợt Tết lúc mà con em mình có chồng ấy thì 3-4 tháng mình mới gặp nó. Thì cái lần gặp đấy cũng là lần đầu tiên sau đám cưới mình đi ăn với cả chồng của em mình. Thì trong cái bữa đi chơi này em mình có dẫn một anh khác nữa, thì nghĩa là hai nam hai nữ đúng không? Đúng không, nghe chưa? Sau đám cưới mình mới đi gặp em của mình. Hôm đó hai vợ chồng em của mình đi theo với một anh nữa, có nghĩa là hai nam hai nữ, nghe rõ chưa? Nghe rõ đúng chưa? Có nghĩa là hai nam hai nữ. Đây nghe kỹ này, nghe kỹ lại này. 3-4 tháng mình mới gặp nó. Thì cái lần gặp đấy cũng là lần đầu tiên sau đám cưới mình đi ăn với cả chồng của em mình. Thì trong cái bữa đi chơi này em mình có dẫn một anh khác nữa. Em mình có dẫn một anh khác nữa, có nghĩa là không phải bạn của nó. Đúng chưa? Đúng không? Là không phải bạn của nó, đến bữa ăn đó nó mới quen thằng này, đúng không? Là hai nam hai nữ đúng không? Thì bình thường đi ăn ấy, con gái không phải trả tiền và con trai trả tiền hết. Ở đâu ra cái thói đi ăn là con gái trả tiền, con trai không phải trả tiền? À, con trai phải trả tiền, con gái mới trả tiền. Mấy bà bị liệt à? Ví dụ như cặp vợ chồng kia, chồng phải trả tiền cho vợ là chuyện bình thường, đúng không ạ? Mình là bạn bè, mình đi ăn mình trả tiền đều đi các bác. Đấy là văn minh lịch sự. Còn em đi ăn luôn luôn bảo là share. Còn nếu như khi mình nói mình chủ động, mình phải nói là share. Ăn bữa này bao nhiêu em share chung. Mà người ta kêu vào thôi hôm nay để anh trả, thì mới là người ta hoàn toàn happy với việc người ta sẽ trả cái bữa ăn này cho mình, đúng chưa? Nhưng mà phải nghe kỹ, rất kỹ nha. Hai vợ chồng em mình đi chung với một anh bạn, có nghĩa là bọn mình sẽ đi hai nam hai nữ. Đồng nghĩa với việc là con bé này nó không hề biết cái thằng bạn của cặp vợ chồng kia, đúng chưa? Nên là lúc đi chơi về xong ấy thì có chia bill và anh bạn của mình đã chuyển khoản trả tiền lại một nửa rồi. Nhưng mà không hiểu sao. Ê, anh bạn của mình đã chuyển khoản một nửa rồi. Rõ ràng, tôi nghe rõ ràng là sau đám cưới mấy tháng, mình mới gặp đứa em của mình sau đám cưới. Hôm đó hai vợ chồng nó đi, có dẫn theo một anh bạn, có nghĩa là hai nam hai nữ. Đến khi ăn xong tự dưng thành là anh bạn của mình luôn. Cái này là về việc là logic là sai. Nếu chính xác phải nói rằng là cái anh bạn đi cùng đấy, mình đã lấy số điện thoại và anh ấy nói rằng là anh đã trả rồi. Chứ không thể nào là đến đấy ăn mới gặp người ta lần đầu, và cái người đàn ông đấy là bạn của cặp vợ chồng kia, mà sau bữa ăn về người ta hỏi tiền chia tiền mà lại thành là bạn của mình. Mấy ngày sau ấy, kiểu như chồng của em mình dùng chất cấm nhiều quá, đầu óc cứ lú lú lẫn lẫn. Xong lại tôi không biết là cái chồng của em mình gặp dùng chất cấm nhiều quá hay bé này bị dùng chất cấm nhiều quá mà bị lú. Bởi vì rõ ràng cái câu chuyện ấy, cái câu chuyện
Em kể rằng sau đám cưới em gặp lại em của em sau 3-4 tháng. Rồi hôm đó cặp vợ chồng kia mang theo một người bạn, thì có nghĩa đó là bạn của người ta, không phải bạn của mình ngay từ phút ban đầu. Thì sau khi mà đi chơi một thời gian về, lại bảo rằng là bạn của mình đã chuyển khoản sai. Bởi vì theo đúng như lời bạn kể thì cái người đó là bạn của cặp vợ chồng kia, không phải bạn của bạn. Bạn chỉ mới quen họ trong buổi ăn đó mà thôi, đúng chưa? Bảo với em mình là bạn của em vừa va vừa vẩn, đi ăn trả trả tiền thì cả. Thế là mình cũng thấy cũng lạ, thì mình mới nhắn tin cho anh bạn của mình bảo là sao anh không trả tiền cho anh kia. Thì anh bạn của mình gửi ngay một cái màn hình chuyển khoản, là đã chuyển khoản ngay cái hôm đi ăn đấy rồi một nửa tiền cho anh kia. Làm sao là anh bạn của mình được? Đó là bạn của người ta. Mình quen cái người đàn ông đó qua cặp vợ chồng em của mình. Và phải hiểu đó là bạn của người ta mình mới quen. Mình phải có họ, mình mới có mối quan hệ với cái thằng đàn ông đi cùng đó, chứ không phải là của mình. Nếu như em nói ngay từ ban đầu là cặp vợ chồng em mình sau 3 tháng cưới, mình mới hẹn hò đi ăn với mình và bạn mình, thì mình mới nói được câu chuyện rằng là bên kia nhắn tin hỏi mình sao không share tiền, mình mới hỏi bạn mình. Còn đằng này mình đi đến bữa ăn đấy, mình gặp người đàn ông đấy là bạn của cặp vợ chồng, thì rõ ràng cái người đàn ông đấy không phải bạn của mình. Ok chưa? Mà trong khi cái bữa ăn đấy số tiền nó cũng không nhiều, 4 người mà cái bill nó chỉ rơi vào khoảng 8 triệu. Bữa ăn nhiều hay không nhiều, đi ăn là phải share đều. Trừ khi cặp vợ chồng và cặp yêu đương, người ta mặc định với nhau là anh trả, anh share. Ví dụ các cặp đôi yêu đương với nhau, cái người đàn ông lo cho phụ nữ thì người ta sẽ trả là chuyện rất bình thường. Còn đằng này, đúng không? Đằng này nếu đúng ra là phải chia làm 3 phần. Đó, hai vợ chồng nhà kia một phần, hai người này bên này một phần chia đôi là 3 phần. Thì tự dưng mình thấy là, ê, rõ ràng là bạn của cặp vợ chồng kia mà, sao nó lòi ra ngay là bạn của bà này vậy trời? Thôi, thì chia ra là hai bên mỗi người 4 triệu. Thì đấy là bên mình trả tiền thật rồi, nhưng mà kể cả mà có không trả đi chăng nữa thì nó cũng không là cái gì cả. Bên mình trả rồi, đâu có phải, đây ông kia là bạn của cặp vợ chồng kia mà. Mà lại bảo là kể cả là không share thì không vấn đề, làm gì có chuyện đó. Phải nhớ là khi trong cuộc sống, khi mà mình gọi gì ta, khi mà mình đi ăn đi chơi chung là mình sẽ đều đầy đủ. Tại vì thường là người lớn tuổi nhất người ta trả tiền mà. Sau này mình đọc báo ấy, mình mới phát. Quy định nào là người lớn tuổi nhất phải trả tiền? Làm gì có mùa xuân đấy? Không thể có mùa xuân đấy được. Hiện ra là cậu ấm nhà kia mắc cái bệnh ái kỷ, kiểu như là luôn luôn muốn cô lập con mồi khỏi bạn bè và người thân ý. Xong rồi không biết là ngày xưa anh này có bị ai cắm cho mấy cái sừng không. Bà vợ đi siêu thị một lúc thôi cũng phải gọi điện về ngay. Kiểu như là lúc nào muốn ra ngoài một mình cũng rất là khó khăn ý. Muốn đi đâu là phải đi cùng chồng, muốn ăn cái gì cũng phải đi cùng chồng. Chứ thèm món gì mà đi ăn nhà hàng một mình là cũng không cho đi, bảo là phải chờ chồng về đi cùng. Nói chung là mình đã gặp nhiều gia đình tài phiệt có tính quản vợ rồi, nhưng mà cùng lắm là người ta không cho đi qua đêm thôi. Chứ cái trường hợp mà ban ngày cũng không cho đi, bạn gái cũng không cho chơi thì ít lắm. Dị thực sự luôn. Làm lâu hà môn phần. Đó, tôi là đấy, tôi nghe tâm sự đấy, các bà thấy tôi đúng hay tôi sai đây?